Mới đây, tại ngã tư quốc lộ 91B với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, xe ô tô mang biển kiểm soát 95A00224 do anh Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1984 điều khiển. Khi đến địa điểm trên thì bị xe bồn mang biển kiểm soát 65C05739 chạy từ phía sau đâm mạnh vào bên hông trái của xe, khiến nhiều hành khách trên xe mở cửa tháo chạy ra ngoài. Được biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe bồn thiếu quan sát và chạy với tốc độ cao.